Quang xin chào các bạn đã đến với channel của cá cảnh, nhưng mà kênh của mình thì chuyên về quạt gió. Đây trước mặt mình thì có một cái cây quạt treo tường hiệu Senco, nhưng mà cây quạt này nó có cái hiện tượng là như thế này nè các bạn. Đó, quạt mình treo một thời gian cái lồng phía trước nè, mà cái lồng nó bị sút nè. Khi mà các bạn gặp cái quạt này cái lồng bị sút thì đây để mình quay cho các bạn xem. Khi mà cái lồng nó bị sút sút như vậy thì các bạn đừng có ghim điện lên cho nó quay nha các bạn. Đây. Đây. Đó, các bạn ghim điện lên nó quay là rất là dễ gãy cánh nha. Khi mà các bạn thấy nó vừa hở hở ra cái khóa lồng nó gần sứt thì chúng ta nên tháo xuống đi, bởi vì có nhiều bạn tháo bỏ luôn cái lồng chỉ sử dụng còn cái cánh không, bởi vì các bạn thấy một số tiệm quán đó là cái quạt treo tường các bạn thấy có còn cái cánh không à, còn cái lồng này người ta đã tháo ra bỏ rồi. Rồi, chúng ta không có nên tháo bỏ mà chúng ta sử dụng cái khóa lồng khác nha các bạn. Đây mình sẽ tháo ra nha. Cái trường hợp này thì chúng ta sẽ tháo ra, thì tháo ra chúng ta bỏ cái khóa lồng đó, chúng ta dùng cái khóa lồng khác, ta mua cái khóa lồng mới chúng ta gắn vào. Rồi các bạn tháo ra nha. Rồi, lồng này nó bị đây, các bạn thấy nó bị sút cái lồng nha. Đó. Rồi các bạn tháo cái khóa cánh ra nha, tháo cánh ra ta mới xử lý được cái này. Đó, nó đang rớt cái luôn này, cánh này là lồng, đây là cái khóa lồng. Cái khóa lồng các bạn xài thời gian mấy cái găng này nó bị tuôn các bạn, thì chúng ta nên bỏ đi nha, chúng ta đừng có sử dụng tái sử dụng lại nữa. Rồi chúng ta sẽ đi tìm cái khóa lồng hoặc chúng ta mua cái khóa lồng khác. Đây mình mua cái khóa lồng của Senco này. Rồi đây là có cái có chữ S này, trên đầu khóa lồng các bạn thấy nó cái chữ S này, từ Senco luôn nha. Đây là cánh zin, cái lồng khóa zin đó. Rồi mình sẽ lắp vào, đây đơn giản thôi các bạn, thì các bạn sẽ lắp vào đúng vị trí thôi. Khi mà cái khóa lồng mà nó còn tốt thì các bạn siết vô thì nó sẽ không có cái trường hợp mà bị tuôn nha. Đó các bạn, khi mà bạn siết vào á thì nó sẽ không có cái trường hợp mà nó bị tuôn. Các bạn siết càng siết thì nó càng cứng nha. Rồi các bạn dùng lực cứng, rồi siết cứng, các bạn đừng có dùng kìm hay là dùng này dùng kia, các bạn siết có thể là nó gãy luôn cái ngàm bên trong. Rồi chúng ta dùng tay chúng ta siết cứng thôi. Rồi ok, gắn cánh quạt vào. Ủa? Cánh này là nó có khuyết nha, mà lộn, cái cốt này có khuyết nha. Đây các bạn nhìn cốt này cốt khuyết này, nó có phe mà. Sao mà cánh này cũng cánh nó Senco nữa, nhưng mà cốt là cốt ngang rồi, vậy là cánh này gắn không đúng rồi đó. Nếu mà gắn, có nhiều bạn nói gắn cái này siết vào thì nói chung là nó cũng quay đó, nhưng mà thời gian nếu mà cái lỡ cái khóa cánh này nó có ruột nhẹ ra thôi là cái cánh này nó cốt quay mà cánh nó không quay đâu nha các bạn. Rồi này tốt nhất chúng ta nên thay cánh khác luôn nha. Rồi đây mình sẽ tìm cánh khác mình thay luôn nha các bạn. Đây mình lấy một cái cánh này là cánh của Harley đó. Các bạn có thể mua cánh cánh Senco hay là cánh chợ các bạn gắn vô cũng được. Cái này mình gắn cánh zin của Harley này đó, rồi mình sẽ lắp vào. Cánh này thì nó có cái phe nè các bạn, nên nó có cái khuyết vô này. Đó. Đó các bạn gắn vào, các bạn khi mà các bạn không gắn khóa cánh á, khi các bạn xây thì cốt nó cũng xây theo là mới đúng nha các bạn. Đây. Đó, rồi gắn mà nó vô nó có khuyết đúng cái ngàm này mới đúng nè. Rồi, chúng ta lên sẽ lắp khóa cánh lại. Rồi các bạn siết vừa tay luôn nha. Ok. Rồi chúng ta sẽ lắp cái lồng phía trước lại. Đặc biệt là những cái quạt mà nó gãy cánh hay là nó xích lồng hay là nói chung là những cái bộ phận này mà nó đã bị sút bị tụt ra thì chúng ta không có nên bắt quạt lên, nhưng mà rất nguy hiểm nha. Xong.
sau khi xong thì chúng ta sẽ ghim điện thử cái cho các bạn. Chúng ta ghim điện, chúng ta quạt thử nha. Rồi đây mình sẽ lấy cái ổ điện, mình sẽ ghim quạt thử nha. Đây mình sẽ bật về không trước nha các bạn. Này mình ghim điện này, quạt lên thử này. Đó. Đây. Quạt khá là im các bạn ạ. Đây các bạn thấy không? Khá là im. Rồi, ok. Số 2 này. Số 3 này. Tắt này. Đó. Các bạn để xuống là nó không quay được, kêu cốc 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 các bạn. Rồi. Video này thì mình xin tạm dừng cái đây các bạn. Khi mà quạt treo tường của các bạn xài ở nhà một thời gian, các bạn thấy cái lồng này mà nó rung nhiều quá đó. Rồi mình sẽ rút điện đi. Rồi. Cái lồng này nó rung nhiều quá. Thì các bạn kiểm tra coi cái khóa lồng đây, các bạn thấy cái khóa lồng cái cục đen đen trong cái nó khi mà nó xúc từ từ ra, trước khi mà nó xúc hẳn đó, thì nó sẽ ruột từ từ các bạn. Thì cái lồng này nó rung lên. Nếu mà các bạn không phát hiện ra thì cái lồng này nó sẽ quay thời gian, cái lồng nó bá với cánh là nó sẽ gãy cánh. Rất nguy hiểm nha. Nhiều bạn cái khóa lồng đó nó hư một thời gian, các bạn không thay, các bạn tháo luôn bỏ cái lồng thì rất là ổn nha. Ta chỉ cần thay cái khóa lồng đó là được rồi. Rồi. Này thì mình clip này thì mình thay khóa lồng, thay luôn cái cánh cho quạt. Rồi. Các bạn xem mà các bạn thấy hay, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Các bạn có ý kiến gì các bạn cứ để lại comment bên dưới nhé.